Chào mừng em đã quay trở lại với Hà Nội Computer, và như thường lệ mình, phóng viên sập sàng Vinh Tú Đà, mình đã quay trở lại. Và ở cái số video lần trước về Build PC thì mình đã giới thiệu cũng như là trưng cho anh em một người vợ quốc dân. À không, không quốc dân lắm. Đó là người vợ có thể nói là hơi cao cấp một tí, khi mà cái giá thành của nó lên đến tận 90 triệu đồng. Và mình nhận được khá là nhiều những cái comment, ví dụ anh em bảo là cần những cái bộ PC kiểu nhỏ gọn hơn hay là ít tiền hơn để anh em có thể dễ dàng sở hữu. Và thêm một vấn đề nữa là bây giờ chuẩn bị lại bùng dịch trở lại, anh em sẽ phải ở nhà. Và nếu anh em chưa có máy cũng như chưa sở hữu người vợ hai để có thể ôm ở nhà để tránh dịch, thì ở video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một người vợ khác rẻ hơn và cấu hình thì đương nhiên là vẫn đủ để cho anh em có thể chiến tất cả những tựa game có thể nói là đình đám đến tận bây giờ, và những đương nhiên là cả những cái tựa game phổ thông nữa. Và bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Người vợ hai mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em có tên là PC Gaming Falcon 027. Đây là một trong những bộ máy có thể nói là khá là quốc dân với giá tiền chỉ khoảng 19 đến 20 triệu đồng. Và với cái giá như vậy thì với phần lớn anh em ở Việt Nam bây giờ thì nó cũng khá là dễ để sở hữu thôi. Và cấu hình thì ok là vừa đủ để cho anh em có thể chiến cũng như là chơi tất cả những tựa game đình đám và phổ biến như bây giờ như mình đang nói ở bên trên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về nội y của người vợ hai này có những gì. Tuy là bộ PC nằm trong phân khúc tầm trung nhưng mà vỏ case được trang bị cho anh em cũng rất là đẹp. Vỏ case GameMax Revolt, thay vì thiết kế theo kiểu truyền thống thì con case này được thiết kế theo cái kiểu vát góc phía mặt trước rất là độc đáo với những cái đường lưới này. Nó tạo điểm nhấn cho bộ PC và tăng cường cái khả năng thông thoáng và hút gió vào trong, nâng cao cái hiệu quả của tản nhiệt cho bộ máy. Đồng thời với thiết kế như này thì anh em cũng không bị nhàm chán và nó cũng sẽ trông nam tính hơn so với những cái bộ case có thể nói là vuông vức và nhiều kính. Và đương nhiên rồi, thời điểm dịch dùng như này mua vợ hai về thì vợ cũng phải đẹp để mà ngắm chứ đúng không? Thế cho nên là ngoài cấu hình, nội y bên trong cũng như service thì anh em cũng cần một cái vẻ ngoài nó ngầu ngầu như này chẳng hạn. Ở phía trên đây chúng ta còn có các cổng kết nối như một cổng USB 2.0, một cổng USB 3.0, cổng loa và mic, một điều khiển đèn, cùng với đó là cái nút nguồn và reset máy. Cá nhân mình thì với những cổng kết nối cũng như là nút nguồn được thiết kế ở phía bên trên như vậy thì nó cũng không thực sự thoải mái lắm bằng cái việc là tất cả những thứ đấy nó được tích hợp ở trên phía mặt trước này luôn. Tuy nhiên thì để đảm bảo cho cái tấm lưới được hút gió một cách đầy đủ nhất cũng như tạo cái độ thông thoáng tối đa thì cái vấn đề này nó sẽ được điều chỉnh lại một chút bằng cách là anh em có thể sử dụng những bộ hấp kéo dài để thêm những cổng và nối dài ra ở phía đằng sau, từ những cái cổng đằng sau đi lên đằng trước. Tiện nói tới phần lưng của bộ máy thì chúng ta sẽ có 4 cổng USB 3.2 Gen 1, 2 cổng USB 2.0, 3 jack audio, cổng LAN và ngoài ra là các cổng cắm để kết nối màn hình. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như chúng ta không đi sâu hơn vào cấu hình của bộ máy này. Đầu tiên thì nói về bộ não của người vợ hai này thì ngoài đẹp ra thì đây cũng là một người vợ hai có não, khi mà nó sở hữu cho mình một chip i5-10400 mới nhất đến từ Intel. Đây là chip quốc dân với giá tốt nhất để thay thế cho 9400 trước kia với 6x12 luồng thay vì 6x6 luồng. Xung nhịp cơ bản là 2.9GHz và có khả năng Turbo Boost lên đến 4.3GHz. Và giá chỉ chênh lệch hơn so với 9400 là vào khoảng 400.000. Và đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em sở hữu những cái bộ máy mới chỉ mức chi phí được khoảng 15 đến 20 triệu đồng. Tiếp theo là mainboard Asus TOF Gaming B460 Plus. Bộ main chỉ với mức giá là 2.800.000 đồng nhưng đủ cho anh em sử dụng và tiết kiệm cho anh em khá là nhiều những cái chi phí. Tối ưu hóa việc sử dụng và hơn hết là chế độ bảo hành lên đến tận 5 năm từ Asus. Đi kèm với đó, điều tạo nên cái sức mạnh cũng như giá trị của một bộ máy chơi game, nó sẽ giúp anh em cân tốt nhiều tựa game đình đám, đó chính là cặp màn hình Asus TUF RTX 2060 O6G Gaming. Và để nhìn thấy rõ hiệu năng cũng như là sức mạnh của con cặp màn hình này thì lát nữa chúng ta sẽ tới cái phần test game cùng PC Gaming Falcon 027 này. Về RAM thì chúng ta sẽ có kit RAM Kingston HyperX Fury Black 16GB 2x8 bus là 2666. Và để lưu trữ cũng như cài Win hay là cài game thì chúng ta sẽ có SSD Kingston A400 240GB. Và để cung cấp năng lượng cho toàn bộ máy thì chúng ta sẽ có nguồn FSP HyperCar 600W. Cùng với đó là bộ tản nhiệt CPU ID Cooling SE234ARGB. Nó mang tới hiệu năng tản nhiệt tốt và cái giá thành thì nó cũng cực kỳ vừa túi tiền của anh em để có thể chi ra cho một cái tản nhiệt cho cái bộ máy này. Và ngoài ra thì phần LED RGB của quạt tản nhiệt sẽ là một cái phần điểm nhấn không thể thiếu của bộ máy này.
Tổng thể về thiết kế cũng như là cấu hình của bộ máy thì là như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không thể thiếu cái phần là test phần mềm học tập. Đương nhiên rồi, anh em ôm về chơi trong dịch thì đương nhiên là cũng chỉ để học tập thôi đúng không? Bây giờ test thôi. Và ngoài ra ấy, thì khi mà đến Hà Nội có motor và xúc người vợ hai này về thì anh em sẽ được tặng ngay một bộ nội y, à nhầm, một bộ gaming gear trị giá là 2.799.000. Và nếu anh em kiểu quá đẹp trai và xinh gái rồi không cần cái bộ gaming gear tặng theo ấy, thì sẽ được trừ ngay 2.3 triệu vào phần giá bán. Và còn chần chờ gì nữa, sắp cách ly rồi, đến mua máy và cầm về chơi game thôi. Xem gì nữa, hết clip rồi. Đến Hà Nội Computer và rước vợ hai về ôm chống dịch thôi. Và nếu anh em đã xem đến đây thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Cứ như đừng quên bấm subscribe hình cái chuông nho nhỏ để có thể theo dõi những video mới nhất. Và ngoài ra thì có nhận xét gì về người vợ hai này, nó có đủ quốc dân hay là không thì hãy để lại bình luận phía dưới để cho chúng mình biết. Và như thường lệ, mình phóng viên Sàng Sàng Vinh Công Cô Đà xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số video tiếp theo. Bây giờ thì đi đây.